không cô? Nhẹp không cô? Hello các bạn, thì video ngày hôm nay thì Vũ sẽ cho các bạn test thử âm thanh của dòng IC mà cái video vừa rồi Vũ đã mở bụng cho các bạn cùng xem. Thì vô tình trong quá trình mà mình setup ở tại showroom để cho khách hàng đến test thì và test loa cũng như là đánh giá kỹ thuật về loa, mình sẽ có video thực tế khi khách hàng đến hát luôn và chúng ta cùng test loa với Thiên Vũ về cái chất lượng loa này thực tế khi mà hát như thế nào. Các bạn có thể đến showroom 779 Trần Đạo để các bạn có thể trải nghiệm thực tế, chúng ta có thể hát thử trên dòng loa này, coi mức độ khỏe cũng như là độ dày của chất lượng loa nó sẽ xem như thế nào. Ngồi nhìn trời và bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước ai nỡ chia ly, tôi nửa buồn nhà mong lòng ơi. Cho em phép lên tí xíu em. Anh mơ thấy em về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên em, chiều đêm bước em đi, niềm đau nỗi niềm vẫn trăng sông xa, lòng sao tôi hơn hoan. Nói biết anh mơ nhiều, anh với em tay nắm. Hay quá. Nhẹ không cô? Nhẹ không cô? Nhẹ. Nhẹ không cô? Cứ kêu cô lên. Cái này con cho ít rành lắm không có ơi cô. Tại con đang test loa, loa mới. Dạ. Mang tình yêu tới, em có nghe, nghe hồn chú nói, mày niềm nhau nghe. Em có hay đùa chú mưa bay gió nhẹ. Em có hay chú về hẹn đâu cô đơn. Và em có hay khi mang trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồ này ngất ngây. Nắng úa riêng đi và mây xanh hai tấm trời, nhà cửa mong em ngày niềm. Ok, như vậy là các bạn thấy cô chú hát như thế nào? Các bạn thấy cô hát rất là khỏe, dù là tuổi đã lớn nhưng mà beat để cũng tương đối là xa, các bạn cũng thấy đúng không? Rất là thực tế, rất là khỏe, giọng hát rất là mượt mà. Và đặc biệt SE cho mình một cái giọng rất là trong trẻo. Mà ngoài ra cái SE Audio Technic này, cái dòng IC E-Line này thì nó còn giúp cho cái độ dày nó tương đối khỏe hơn so với những dòng column khác. Đó, thì đây một sản phẩm rất là hay nên mình rất là muốn tập trung cho cái dòng này và để đưa đến cho khách hàng.
Ngoài ra việc cái sản phẩm này là về chất lượng âm thanh thì cái những sản phẩm này nó rất là phù hợp cho những cái môi trường khác, những cái không gian bị ồn hoặc là những cái không gian mà bị không có, không thể treo loa được, không hoặc là những cái vách tường chỉ để loa nhỏ thôi, thì chúng ta thể dùng cái giải pháp loa này để chúng ta để hai cột ở hai bên hông của TV, thì nó cũng là một giải pháp cho khách hàng mà những có những cái không gian, những cái điều kiện mà không lắp đặt được những loa to thì rất là hay, và nó đáp ứng được cái nhu cầu về công suất cũng như là về chất lượng âm thanh, nó đều đáp ứng được. Ok, nếu các bạn thấy loa này hay hoặc các bạn có đánh giá gì về cái loa này hãy để lại comment bên dưới, và đừng quên bấm đăng ký kênh theo dõi Thiên Vũ Audio nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.